Chào mừng các bạn đã đến với channel của Mizum.net. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu tới các bạn một chiếc ống nhòm hai mắt Selectron SkyMaster 12x60. SkyMaster 12x60 sở hữu độ phóng đại 12 lần, đường kính ống kính 60mm, giúp bạn có thể quan sát được trong điều kiện ánh sáng yếu, cho tầm nhìn tốt, hình ảnh sắc nét và chi tiết. Ống nhòm lý tưởng cho việc quan sát thiên văn và cảnh quan mặt đất ở khoảng cách xa. Ống kính được tráng phủ đa lớp chống phản quang cùng với thủy tinh BAK4 để tăng độ tương phản và độ phân giải. Khoảng đặt mắt lớn 17mm cho phép người đeo kính dễ dàng sử dụng. Ống nhòm có hỗ trợ giá đỡ, giúp quan sát trong thời gian lâu mà vẫn giữ được sự ổn định, mang lại cho bạn những hình ảnh chân thực nhất. SkyMaster cũng được bơm nitơ chống nước, giúp bạn có thể quan sát được cả trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hay có lỡ tay làm rơi ống nhòm xuống nước. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng truy cập mizum.net hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn.